Chào mừng quý vị và các bạn đã quay trở lại với kênh Tin Giải Trí. Và bây giờ là tin tức mới nhất của Sao Việt trong ngày. Các bạn đừng quên ấn đăng ký kênh và chuông thông báo để cập nhật những tin tức mới nhất nhé. Ba cô con gái xinh đẹp có bố mẹ là người nổi tiếng lại giàu có. Con gái Huyền Linh xinh như hoa hậu, ái nữ nhà Minh Nhựa và Phượng Chanel sang chảnh khỏi bàn. Con gái Phượng Chanel. Doanh nhân Phượng Chanel nổi tiếng vì độ giàu có, chịu chơi cùng mối tình với nam diễn viên Quách Ngọc Ngoan thì ai cũng biết rồi. Nhưng mà gần đây, dân tình mới phát hiện ra yêu nữ hàng hiệu này có hai cô con gái rất xinh đẹp. Trong đó, cô chị Su Su đặc biệt nhận được sự chú ý vì đôi chân dài miên man cùng phong cách thời trang sang chảnh, đúng chuẩn Rich Kid. Ở tuổi 16, Su Su sở hữu vóc dáng thon gọn, đôi chân dài miên man, chuẩn người mẫu. Cũng như mẹ, cô nàng là tín đồ của những món hàng hiệu đắt đỏ. Kể sơ sơ thì không thể nào thiếu giày, túi, rồi quần áo của Chanel, Louis Vuitton, Saint Laurent, TNC, Givenchy có giá từ vài chục đến cả trăm triệu. Phượng Chanel từng chia sẻ con gái của mình bắt đầu học tiếng Anh từ khi đi mẫu giáo, tức 3 tuổi. Nhờ sống trong môi trường đa sắc tộc, đa ngôn ngữ, nên con gái Phượng Chanel không chỉ thông thạo ngôn ngữ mà còn có phong thái tự tin. Đến hiện tại, Su Su du học ở nước ngoài và chỉ về thăm nhà vào những dịp nghỉ lễ. Con gái MC Huyền Linh. Tổ ấm hạnh phúc với hai cô con gái cưng của MC Huyền Linh khiến rất nhiều người phải ghen tị và ngưỡng mộ. Trong đó, cô con gái lớn Thảo Linh, nickname Lọ Lem, dù chỉ mới 13 tuổi nhưng đã bộc lộ những khí chất của một mỹ nhân đình đám trong tương lai. Mới 14 tuổi, song Thảo Linh có vóc dáng cao lớn vượt trội, gương mặt điềm tĩnh, khí chất trưởng thành. Thảo Linh thừa hưởng nhiều nét đẹp từ bố mẹ. Cô bé có đôi mắt cực kỳ sắc sảo. Xem ảnh của cô con gái lớn MC Huyền Linh, nhiều người dự đoán khi trưởng thành, chắc chắn trong tương lai cô bé sẽ là một ứng cử viên sáng giá ở các cuộc thi nhan sắc. Khi cùng bố mẹ tham gia các sự kiện, Thảo Linh thể hiện mình là người có khiếu ăn nói lưu loát, hiểu biết và đặc biệt là rất ra dáng chị gái lớn trong gia đình. Những bức ảnh chụp chung với cả nhà, Thảo Linh luôn chiếm spotlight nhờ ngoại hình nổi bật. Nhiều người còn so sánh Thảo Linh với Trương Bá Chi. Chắc chắn với ngoại hình này, khí chất này thì trong tương lai, con gái Huyền Linh cũng sẽ nổi đình đám, không kém gì bố mình đâu. Con gái đại gia Minh Nhựa. Chỉ một tấm ảnh tạo dáng bên chiếc siêu xe 80 tỷ Pagani hoa ra, xung quanh là cả dàn dài hiệu, là con gái đại gia Minh Nhựa đã đủ sức khiến cả mạng xã hội xôn xao. Ngoài tên thật là Phạm Trần Nguyễn Minh Anh, con gái đại gia Minh Nhựa còn biết đến với nickname Joy Phạm. Cô bạn cho biết mình có đam mê mãnh liệt với quần áo, gấu mô hình, beer brick, sneaker. Tính sương sương trong tủ, Minh Anh sở hữu tầm 100 đôi. Mới 20 tuổi, nhưng con gái đại gia có thu nhập riêng bằng việc kinh doanh thời trang và làm mẫu lookbook. Mới đây không lâu, Minh Anh còn khai trương cả cửa hàng đầu tiên nằm trên một con phố sầm uất của quận nhất. Ái nữ của đại gia Minh Nhựa cho biết, dù gia đình có điều kiện tốt, nhưng bản thân đã có thể kiếm tiền chi tiêu. Thậm chí cách đây không lâu, cô bạn tự thưởng cho mình một chiếc túi Chanel giá 5.000 đô la, sắp xỉ 115 triệu. Một con số không hề nhỏ. Tiêu tiền giỏi và kiếm tiền cũng không kém, Minh Anh chắc chắn đã thừa hưởng trọn vẹn tài năng của người bố đại gia rồi. Cảm ơn các bạn đã theo dõi. Các bạn đừng quên ấn đăng ký kênh và chuông thông báo để cập nhật những tin tức mới nhất.